Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục lực lượng vũ trang quân khu 5 tuần này. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 8 tại Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 đã khai mạc trọng thể Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2013. Hội thao thu hút sự tham gia của gần 1.500 vận động viên, huấn luyện viên, trưởng đoàn đến từ 27 cơ quan đơn vị địa phương và nhà trường trong lực lượng vũ trang quân khu. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến dự. Tham gia hội thao lần này, trong 3 ngày thi đấu, các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung gồm chiến sĩ khỏe, 4 môn thể thao quân sự phối hợp của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, vượt và cản K91 và 100 cộng 100m, bơi ứng dụng quân sự, chạy việt giã 10.000m, võ chiến đấu, bắn súng K54 71 và AK75 dành cho nam, bắn súng AK 3x10. Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn, thi đấu liên tục với cường độ cao. Có môn lần đầu tiên áp dụng vào thi đấu như võ chiến đấu, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, đơn vị đăng cai và các đoàn tuyển thủ, hội thao hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi động, hấp dẫn và đầy kịch tính. Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao trong lực lượng vũ trang quân khu, đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ lịch sử quân sự cho 30 cán bộ quân đội nhân dân Lào. Trong thời gian một tháng, các học viên của đợt tập huấn được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lý luận, phương pháp luận, trao đổi kinh nghiệm biên soạn công trình lịch sử, tổng kết chiến tranh, công tác quản lý, biên tập, xuất bản tạp chí lịch sử quân sự và công trình sử học. Ngoài ra, các học viên được tham quan, khảo sát một số công trình lịch sử văn hóa trên địa bàn Quân khu 5. Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quân đội 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013. 6 tháng đầu năm 2013, các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5 đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung đã được xác định. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý bộ đội, đẩy mạnh việc phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng với các địa phương đơn vị trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới, biển đảo. Hội nghị tập trung thảo luận, đề ra 6 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013 và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS của lực lượng vũ trang quân khu 5 đến năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang quân khu 5 tại huyện Bắc Trà My năm 2013 đã tập trung nỗ lực hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị để tham gia cuộc diễn tập bảo đảm đúng nội dung, mục đích và yêu cầu đặt ra. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại tiểu đoàn vượt sông 25, lữ đoàn công binh 270 quân khu 5. Đây là buổi luyện tập thao tác sử dụng các trang thiết bị ứng phó, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sập đổ công trình trong tình huống động đất được biên chế trên xe cứu hộ cứu nạn đa năng của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn vượt sông 25 thuộc lữ đoàn công binh 270 quân khu 5. Mặc cho cái nắng gay gắt của những ngày hè, trên các vị trí luyện tập, từng thành viên trong đội đã nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ bản lĩnh của người lính cứu hộ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cuộc diễn tập lần này. Đây cũng là cơ sở quý báu để cán bộ chiến sĩ đơn vị sẵn sàng đối mặt với bao hiểm nguy, gian khó khi có thiên tai xảy ra. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn phức tạp, nhưng với tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đã khắc phục khó khăn, tích cực tổ chức huấn luyện, ôn luyện, nắm chắc kỹ thuật, sử dụng các trang thiết bị, khắc phục điều kiện thời tiết nóng, phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà khi chỉ huy cấp trên giao. Trong tình huống diễn tập động đất lần này, đội cứu hộ cứu nạn tiểu đoàn vượt sông 25 sẽ trực tiếp tham gia ở phần thực binh triển khai các biện pháp ứng phó với động đất và tìm kiếm cứu nạn. Đội sẽ phối hợp cùng với các lực lượng triển khai phương án khẩn cấp sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân bị vùi lấp do nhà cửa đổ sập, khắc phục hậu quả, bảo đảm về người và các trang thiết bị. Dự kiến, cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2013.
Tại Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã tổ chức thành công hội thi bí thư đảng ủy cơ sở cụm 4 sư đoàn và trường quân sự quân khu. Ở các nội dung thi nhận thức về quy chế, quy định của trên, soạn thảo kế hoạch, quy chế của cấp ủy, đa phần cán bộ dự thi đã nắm chắc nội dung, bố cục rõ ràng, bám sát nguyên tắc, cụ thể hóa các nội dung vào thực tế đơn vị mình, đưa ra biện pháp tổ chức thực hiện có tính khả thi cao. Nội dung thực hành quán triệt triển khai nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình và xử lý một số tình huống trong công tác xây dựng đảng. Nhiều cán bộ dự thi có sự đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, làm cho nội dung sát thực tiễn. Trên cương vị bí thư, từng cán bộ đã thể hiện rõ phương pháp, tác phong vững vàng, điều hành hội nghị đảng ủy đúng nguyên tắc, kết luận ngắn gọn, đầy đủ, phân công thực hiện sát chức trách nhiệm vụ của từng đảng viên, thái độ khiêm tốn, cầu thị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Thanh, đảng bộ trưởng quân sự quân khu, giải nhì cho đồng chí Phạm Huy Thủy thuộc đảng bộ sư đoàn 2 và giải ba được trao cho đồng chí Trương Quang Sinh thuộc đảng bộ sư đoàn 315. Thưa quý vị và các bạn, ở Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, mô hình ngôi nhà 100 đồng được xem là một giải pháp tích cực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ khi có mô hình này, các vật liệu tái sử dụng đã được thu gom đúng vị trí, không những giữ gìn cảnh quan môi trường mà còn mang lại nguồn quỹ cho các chi đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động. Phóng sự sau sẽ phản ánh về mô hình thân thiện với môi trường này. Một buổi tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực hồ sinh thái của các chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 143, sư đoàn 315. Khá nhiều chai lon đã được các chiến sĩ thu nhặt. Những vật dụng bỏ đi này đã trở nên có giá trị khi được mang về ngôi nhà 100 đồng để tạo quỹ cho chi đoàn hoạt động. Thì trước đây thì chưa có ngôi nhà thì chiến sĩ vẫn chưa có ý thức để nhặt những ve chai. Bây giờ đã có nó rồi, ai cũng có được ý thức để nhặt những ve chai bỏ vào ngôi nhà này. Mình bỏ như vậy thì tích góp được khoảng 100 đồng. Mà nhiều người như vậy thì sẽ kinh phí sẽ tăng lên để giúp cho chi đoàn đỡ những người vùng xa gặp khó khăn. Chúng tôi rất vui vì làm được những việc này. Không chỉ riêng chiến sĩ Nguyễn Anh Hoàng, mà hiện nay tất cả cán bộ chiến sĩ ở đơn vị đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quan xung quanh. Ai ai cũng thấy vui vì chỉ một việc làm nhỏ mà đã mang lại ý nghĩa hết sức lớn lao. Chính vì thế mà họ đã dồn tâm huyết để tạo nên những ngôi nhà của mình thật ấn tượng và bắt mắt. Qua bàn tay khéo léo của các chiến sĩ, thêm nhiều ngôi nhà 100 đồng đã được hình thành. Bản thân tôi rất là vui để góp một phần sức nhỏ bé vào ngôi nhà 100 đồng, mong rằng sẽ phát triển nhiều ngôi nhà 100 đồng như vậy nữa. Sau khi mà phát động phong trào làm nhà 100 đồng thì hành động của đoàn viên thanh niên đã trong qua việc làm đã ý thức được cái việc bảo vệ môi trường. Và sau khi làm ngôi nhà xong thì cái ý thức của đoàn viên thanh niên đã được nâng lên và góp phần bảo vệ được cái vệ sinh môi trường chung của đơn vị. Ở trung đoàn 143, chi đoàn nào cũng có ngôi nhà 100 đồng. Gấp gió thành bão, chỉ 100 đồng nhưng đã thật sự có giá trị khi có sự đóng góp của nhiều người. Đó cũng chính là thông điệp được tuổi trẻ đơn vị chuyển đến thông qua mô hình này. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng thiết thực của cán bộ chiến sĩ nơi đây với phong trào ngôi nhà vì nghĩa tình biên giới hải đảo do tuổi trẻ quân khu 5 phát động. Sau mỗi đợt thu hoạch, thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn sẽ được giúp đỡ. Cái việc này nó tuy là nhỏ nhưng mà ý nghĩa rất là lớn và hiệu quả nó cũng là lớn. Có lẽ đây đầu tiên là nó nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và người ngoài đơn vị vào thăm quân nhân, có ý thức bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là những kết quả mà sau khi mà thu hoạch của anh này thì điều đầu tiên là nâng lên kinh phí hoạt động của đoàn. Thứ hai là có thể là hỗ trợ cho một số đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Cái thứ ba là cái cảnh quan môi trường là nó không vứt bừa bãi lon chai và các phế liệu đã qua sử dụng mà có thể tái chế được. Thưa quý vị và các bạn, với mô hình ngôi nhà 100 đồng và một việc làm nhỏ như thế này đã có ý nghĩa vô cùng lớn lao vì đã nhân lên ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi chúng ta.
Trường Quân sự Quân khu 5 vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 khóa 58 năm 2013. Thiếu tướng Lê Anh Thơ, Phó Chính ủy Quân khu đến dự. Trong thời gian gần một tháng, hơn 70 cán bộ chủ chốt các ban ngành, quận, huyện của tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 tập trung nghiên cứu những chuyên đề về học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung, quan điểm và nguyên tắc cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược quốc phòng an ninh, kết hợp kinh tế đối ngoại gắn với quốc phòng an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là những nội dung cơ bản làm cơ sở để từng học viên vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian đến. Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức sơ kết công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất nước Campuchia mùa khô 2012-2013. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền và nhân dân của tỉnh Monongkiri thuộc Vương quốc Campuchia, trong mùa khô từ năm 2012 đến năm 2013, cán bộ chiến sĩ đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác tuyên truyền, xác minh thông tin, vượt hàng nghìn cây số đường rừng, khảo sát 30 điểm tập trung, cấp bóc được hàng chục hài cốt liệt sĩ, phối hợp tổ chức lễ cầu siêu trước khi đưa về an táng tại nghĩa trang tỉnh Đắk Lắk. 6 tháng đầu năm 2013, sự cạnh tranh trong cơ chế thị trường ngày càng gay gắt, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Vạn Tường Quân khu 5 cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch quân khu giao và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước từ 21% đến 72%, tiếp tục nhận được nhiều hợp đồng mới, nhờ đó tạo được việc làm thường xuyên cho hơn 3.000 người lao động với mức lương bình quân đạt 5,5 triệu đồng một người. Nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm đúng hướng, đúng pháp luật và quy định của quân đội. Sau 18 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, hầu hết các chiến sĩ đã có sự trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh hơn để vượt qua mọi khó khăn. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đã tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Gần 700 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu và Sư đoàn 35 Quân khu 5, đại diện cho hơn 5.000 hạ sĩ quan binh sĩ trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 5 xuất ngũ đợt này, đã bày tỏ sự xúc động khi phải chia tay đơn vị. Trong thời gian tại ngũ, các đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng ra sức học tập rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những lời động viên của các bậc đàn anh đi trước và những kiến thức được học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tình đồng chí đồng đội gắn bó yêu thương sẽ là hành trang quý báu để mỗi quân nhân khi về địa phương tiếp tục cống hiến xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Trước đó, đơn vị đã tổ chức đêm tâm tình đồng đội. Với những chia sẻ chân thành, các quân nhân đã ôn lại những kỷ niệm khó quên của 18 tháng qua. Trong sự xúc động, các chiến sĩ đều khẳng định môi trường quân đội thực sự là trường học lớn để mỗi người rèn luyện bản lĩnh và sống có trách nhiệm hơn với gia đình và Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Đoàn Sĩ quan trẻ Sư đoàn Bộ binh 5 và Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh Nam Lào đã đến thăm và có những hoạt động giao lưu sôi nổi với các sĩ quan trẻ của Quân khu 5. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5, những sĩ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Lào đã bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ sĩ quan trẻ của nước bạn Lào nguyện tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị gắn bó keo sơn giữa quân đội hai nước. Trong chuyến thăm lần này, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào đã đến tham quan cảnh quan môi trường, xây dựng chính quy tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 35, giao lưu văn hóa văn nghệ cùng tuổi trẻ Bộ Tham mưu, Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5. Hôm nay đơn vị rất vinh dự và tự hào được đón đoàn cán bộ sĩ quan trẻ Sư đoàn Bộ binh 5 và 4 tỉnh Nam Lào về thăm và giao lưu cùng với sĩ quan trẻ của Lữ đoàn. Đây cũng là điều kiện để sĩ quan trẻ các đơn vị của bạn Lào giao lưu cùng với Lữ đoàn, là điều kiện để học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nó cũng là cơ sở, là điều kiện để củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết giữa hai quân đội, hai nước Việt Nam và Lào. Những khúc ca điệu múa đặc sắc của hai dân tộc láng giềng hòa quyện trong tình đoàn kết yêu thương, khắc họa sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của tuổi trẻ quân đội hai nước, đồng hành giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, cùng chia ngọt sẻ bùi, làm tăng thêm sức mạnh của quân đội hai nước.
qua buổi tham quan, tôi được tăng cường thêm cái sự hiểu biết của mình về quân đội của nước bạn, cũng qua đó cũng biết thêm về văn hóa của nước bạn. Mong rằng trong thời gian tới, thủ trưởng các cấp tạo điều kiện để đơn vị chúng tôi được tham gia giao lưu, học hỏi, tham quan đơn vị bạn để tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội hai nước. Tôi xin thay mặt cho đoàn sĩ quan trẻ của sư đoàn bộ binh 5 và 4 tỉnh Nam Lào bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi sang thăm, trao đổi văn hóa với các bạn Việt Nam. Tự hào về truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào với truyền thống gắn bó thủy chung, tuổi trẻ quân đội hai nước hôm nay nguyện làm hết sức mình vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và tiến bộ trong khu vực và trên thế giới. Chuyên mục Lực lượng vũ trang quân khu 5 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.